đòn ghi điểm á mọi người. Từ mấy cô đang chuẩn bị phần quà, nãy là mình đang cái phụ này là thùng sữa hả? Được lắm, đây không được nhiều hả? Gì? Ngon, ngon. Nè có cô phụ nữ. Ôi cuộn với gạo. Cho Linh để vô. Dạ chào mọi người nha. Hôm nay thì mình đang có mặt tại trường đoàn thị điểm ở Châu Đốc đó mọi người. Thì mình cùng đoàn xe của mình ở trên phố về đây chuẩn bị những phần quà phát cho các bạn nhân dịp Trung Thu năm 2024 đó. Thì mình sẽ quay hành trình của đoàn của mình cho mọi người xem nha. Dạ đây thì đây là đoàn của mình là hội từ thiện thiện nguyện tự nguyện ha, thiết kiến giới thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây thì mấy cô đang chuẩn bị phần quà, nãy là mình đang chuyển quà xuống trước rồi đó. Bây giờ mấy cô chuyển những cái phần bánh, những phần quà đây. Đó thì bên nhà trường sẽ hỗ trợ ra có những cái phở, chiếc xe mọi người. Chiếc xe thì mình để bánh lên đó, với mấy cái thùng này là thùng sữa ha. Dạ. Đó. Đây là trường đoàn thị điểm nha mọi người. Đường Vọc, địa chỉ là đường Vọc Núi Sam, khu Vĩnh Đông 1, thành phố Châu Đốc nha. Đây là mình có thầy Pháp nữa nè. Cái thùng sữa đây là trời ơi cô đi vô trường trong cái cổng này thấp quá nên xe của mình lên không được á, xe không được là mấy cô với mấy hỗ trợ bên đây ha. Bên kia là nhà bia liệt sĩ ha. Dạ đây thì đây là đoàn của mình là hội từ thiện thiện nguyện tự nguyện ha, thiết kiến giới thành phố Hồ Chí Minh nha. Đây thì mấy cô đang chuẩn bị phần quà, nãy là mình đang chuyển quà xuống trước rồi đó. Bây giờ mấy cô chuyển những cái phần bánh, những phần quà đây. Đó thì bên nhà trường sẽ hỗ trợ ra có những cái phở, chiếc xe mọi người. Chiếc xe thì mình để bánh lên đó, với mấy cái thùng này là thùng sữa ha. Dạ. Đó. Đây là trường đoàn thị điểm nha mọi người. Đường Vọc, địa chỉ là đường Vọc Núi Sam, khu Vĩnh Đông 1, thành phố Châu Đốc nha. Đây là mình có thầy Pháp nữa nè. Trời ơi cô đi vô trường trong cái cổng này thấp quá nên xe của mình lên không được á, xe không được là mấy cô với mấy hỗ trợ bên đây ha. Bên kia là nhà bia liệt sĩ ha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây có anh Điệp. Có anh Điệp trong. Ủa mì nữa hả? Mai là trong đoàn của mình, thêm nãy giờ mình có phụ chất bánh ở trên xuống rồi mọi người. Thì khúc dưới này thì mình tập trung quay phim cho mấy cái bạn đó với anh Điệp hỗ trợ. Nãy tại vì trên xe là mình chất bánh với mình chuyền xuống ba cái thùng sữa thì mình chuyền xuống trước rồi. Ở đây mình nhường nhiệm vụ lại cho bạn áo đen này với anh Điệp ha. Đây không khí buổi chiều là mình chuyển đồ lên đây trước ha mọi người, chuyển quà lên đây cho mấy đây có bác tài xế này, chuyển quà lên đây trước xong rồi ngày mai sáng mai mình mới phát ha. Đó, đây là có bác tài. Đây, sau khi mọi người chuẩn bị quà xong thì bên được nhà trường đẩy cơm đó mọi người. Đây có lẩu mắm nè, lẩu mắm với lại cá linh chiên, cá linh chiên bọt đó, quá trời vui luôn. Có một bàn cay nằm bên đó à, có một bà còn nhiêu mặn không á. Ủa dạ. Còn là món ngon không à? Ờ nhiều quá vậy. Ngon không? Hết trời. Rồi ăn hết trời. Không có đâu. Ngon ghê luôn á. Ủa ở bên này là thứ cá linh hả ta? Thứ cá linh đúng rồi. Campuchia vậy. Ủa vậy hả? Con không biết luôn á. Con không biết luôn á. Nhìn chú ăn ngon miệng ghê không? Nè có cô phục vụ cô hỗ trợ cho là ban mình ăn. Trời cô tốt bụng quá. Đó cuộn với rau là lẩu. Mới vừa móc điện thoại ra là mình cho được vô nào cá linh rồi nè mọi người. Ồ cá linh để vô. Tao ngồi đây cho mày, cái mình hoài mày. Sorry. Quá đã luôn. Mà cả nhà cùng thưởng thức chung nha. Đây, cái bàn gì vậy? Đây cuối cùng thì mình được đẩy trái cây ăn tráng miệng nè mọi người. Gồm có cam là ổi ha, có bánh trung thu nữa nè, mùa trung thu là được bán ăn bánh trung thu nữa. Quá đã luôn. Nãy mình lo ăn mình không có quay cái bây giờ mình ăn xong cái mình đi quay một vòng.
Đây dài dài. Chị... đó bên kia là bàn của thầy cô. Sau khi mọi người ăn xong thì mọi người ra đây tí nữa mình sẽ về khách sạn mình ngủ ha. Này có bát tài nè.